Xin chào tất cả các bạn, rất vui được chào đón các bạn đến với kênh của Bếp Nhà Tôm. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn món xôi chiên phồng với mùi thơm ngậy của cốt dừa, thơm thơm ngậy ngậy của đỗ xanh và chấm với tương ớt, tương cà. Mình đã làm cái video trước đấy. Bây giờ chúng ta cùng vào bếp và tiến hành làm nhé. Nguyên liệu ở đây mình sử dụng là gạo nếp 100g, đậu xanh 70g. Đây là do mình muốn ăn nhiều gạo đỗ xanh thì mình cho nhiều nhé. Còn nếu không các bạn có thể giảm lượng đỗ xanh này đi cũng được. Bột cốt dừa 17g, hoặc các bạn có thể thay bằng nước cốt dừa cũng được nhé. Dầu ăn 23g và đường 17g. Các bạn muốn ăn ngọt thì mình sẽ tăng lên và muốn ăn nhạt thì sẽ giảm bớt đi nhé. Với phần gạo nếp và đỗ xanh này thì chúng ta phải vo sạch và sau đó ngâm với nước từ 4 đến 6 giờ. Ở đây mình đã chuẩn bị cái đỗ xanh và gạo nếp này đã được ngâm đủ thời gian rồi nhé. Và đã được vo rửa sạch kỹ lại. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi hấp đỗ xanh trước các bạn nhé. Đỗ xanh sau khi đã được ngâm đủ thời gian và đã được vo rửa lại sạch rồi thì chúng ta sẽ cho đi đổ. Ta đổ vào chõ này và dàn nó ra nhé. Sau đó thì để nước của nồi hấp sôi sủi lên thì chúng ta mới đặt nồi lên hấp nhé. Nước đã sủi rồi, bây giờ ta cho đỗ lên để hấp chín các bạn nhé. Đỗ xanh khi đã được hấp chín thì chúng ta có thể cho vào máy xay sinh tố để xay hoặc là cho vào cối để giã cũng được các bạn nhé. Ở đây là mình cho vào cối để mình giã. Mình liền cho đỗ mịn hết ra. Đậu xanh nó được nghiền nhuyễn thì bây giờ chúng ta đem đi trộn với gạo nhé. Ta sẽ cho gạo vào tô. Cho hết chỗ đỗ đã giã. Sau đó ta sẽ cho vào đây một ít muối và trộn đều. Sau khi đã trộn kỹ xong thì chúng ta lại mang đi hấp nhé. Khi mà hấp sôi được 10 phút ý, thì chúng ta sẽ cho vào đây là bột cốt dừa các bạn nhé. Và đảo đều lên. Sau đó thì ta hấp tiếp cho đến khi sôi của chúng ta chín nhé. Sôi và đã chín thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra và tiến hành trộn với đường các bạn nhé. Sẽ cho đường vào đây để trộn cùng nhé. Mình cho vào đây là 17g đường. Các bạn muốn ăn ngọt hơn thì có thể cho thêm nhé. Chúng ta phải trộn khi mà sôi vẫn còn nắng nóng này nhé.
như là xôi khi mà chúng ta đã lăn xong nhé. Vừa lấy thì máy quay của mình có vấn đề gì đó mà mình đã không quay được cái cảnh cho dầu ăn vào nhé. Nên là các bạn đến lúc mà nồi sôi được ấy thì chúng ta cứ cho lần lượt dầu ăn, cứ cho lần lượt dầu ăn vào cho đến khi nào mà chúng ta trộn mà không còn bị dính tay ấy thì là được. Sau đấy thì khi xôi đã được tạo hình xong, bây giờ chúng ta sẽ bắc dầu lên bếp để chiên nhé. Ta sẽ đổ dầu nhé. Và dầu thì phải ngập, phải nhiều dầu. Ngập sôi thì sôi chúng ta chiên mới phồng các bạn nhé. Nhiệt dầu đã sôi, bây giờ ta sẽ thả sôi vào. Rồi ta khoáng xung quanh này, cho sôi, đổi lên. Sau đó ta cứ như thế này, để cho sôi phồng nhá. Khi sôi đã xe mặt rồi này, ta lật này. Ta lật này. Bạn thấy không, sôi mình bắt đầu phồng này. Dán thế cho vàng đều hai mặt để gắp ra nhé. Xôi đang nở phồng này, các bạn nhìn thấy không, xôi mình đang rất là phồng. Chỉ cần như thế thôi, xôi đã phồng rồi. Đây là thành phẩm của chúng ta vừa làm xong hồ xôi chiên phồng đấy các bạn ạ. Vỏ ngoài thì giòn, bên trong thì rỗng như thế này. Ăn vào thì thơm mùi dừa, rất là thơm mùi cốt dừa và ngậy ngậy của đỗ xanh. Tôi chấm một ít tương cà, ngon lắm các bạn ạ. Miếng này mình sẽ đổ chấm một ít tương ớt, rất là ngon, giòn. Nếu các bạn thấy video của mình hữu ích, hãy chia sẻ cho những người thân yêu và những người bạn của bạn để làm món xôi chiên phồng này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.